cái này cũng giàu chứ dữ trời. Nay con thành tâm cầu nguyện với ông Táo bếp lò của nhà con thì duyên con. Một năm đã trôi qua, thời gian qua nhanh, chúng con đời sống an lạc, gặp những điều tốt đẹp. Đã trải qua mấy mươi năm trong cuộc đời, hôm nay con thành tâm tha thiết nguyện với ông Táo, xin lên trời, dân sớ với ông trời, xin cho chúng sanh được an lạc, tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ, chiến tranh ngừng dứt, bệnh tật qua đi, cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện, A Di Đà Phật, cho nhân loại trên quả địa cầu này thoát khỏi bàn tay gian ác của những con người đã thao túng nhân loại thế giới ngày nay, A Di Đà Phật. Tay dinh chặt thần hoàng đúng cảnh trên cục đất này, mang bố tốt lành cho chúng con. Xin gia hộ độ trì thần thánh pháp chặt thần như cây nhỏ có thần thánh như cây nhỏ những người được cứu về đây ăn uống như chúng con. Xin các ngài các vị với chúng minh được thành kính. Chúng con nguyện cách đây dân chặt kiên lao vị thần thần lên sông núi, thần linh cây cỏ, thần linh cây dầu, thần linh đình đình phố linh thiêng. Đến đây ăn chè sâu của gia đình chúng con cúng dường cho các ngài các vị nhớ đến đây thọ thần kiên lao địa thần long thần hộ pháp gia hộ độ trì cho chúng sanh được an lạc, đời mật pháp khổ độc chưa từng hằng hỷ. Xin những điều tốt đẹp hãy đến với vũ trụ nhân sanh ngày hôm nay, A Di Đà Phật.